Vâng, em Tùng Nguyễn xin chào tất cả các bác trên mọi miền Tổ quốc. Thì hôm nay em Tùng Nguyễn Radio sẽ làm một cái video cho một bác khách. Và cái cấu hình ngày hôm nay thì là một combo, hai combo nó full đôi của 25 từ leo. Thì trước kia bác thì cũng lấy một cặp tép rồi, là một cặp tép neo rồi. Và hôm nay thì bác ý lấy là 4 đôi bát, 2 đôi phân tần và 1 đôi tép. Đấy, nhà có 1 đôi tép rồi thì sẽ lấy 2 đôi phân tần và 4 đôi tép. Và hôm nay thì bác ý cũng bảo là tôi cũng làm video nên cho bác ý xem. Thì hôm nay em sẽ theo lời của bác ý và em làm video lên để cho một bộ combo này là A dây full đôi, A dây đôi của 25. Các bác có thể đóng loa cột hoặc là loa A dây. Đấy, nếu mà dây 25 như này thì tiếng lời của nó rất là hay. Nó được sử dụng bát côn 75 từ neo. Và khi các bác đánh loa cột thì ở trong Sài Gòn các thứ thì nó người ta rất hay là lắp loa cột rất là nhiều. Thì anh em có thể tham khảo các cái mẫu linh kiện của bên em để ráp thành một đôi loa A dây nhé. Cái cấu hình ngày hôm nay thì sẽ cái cấu hình là bát neo của nó là giống nhau rồi, bốn cặp này giống nhau, gân vải tẩm dầu 2 gân và màng sơn bóng dầu rồi. Gân vải tẩm dầu 3 gân nhá. Em xin lỗi, gân vải tẩm dầu 3 gân màng sơn dầu. Màng sơn dầu này làm gì? Để chống nước. Đấy, khí hậu Việt Nam lồm ẩm với các thứ rồi là mưa nắng thì là đây là chống nước. Côn 75 từ neo nhá, từ neo bát 25 côn 75. Bát 25 mà côn 75 này là côn to rồi. Và từ neo này sẽ cho ta tiếng ca sáng, chạm nhún bằng đồng. Con này đít của nó có 8 cái lỗ để tỏa khí tỏa nhiệt. Xương nhu đúc trẻ đôi. Đấy, đít có 8 cái lỗ để tỏa khí tỏa nhiệt các bác nhé. Đây là bát 25 từ leo của mang thương hiệu Rexo. Mang thương hiệu Rexo. Và cái cấu hình phân tần. Phân tần để ráp các cái dòng loa như thế này thì bộ này rất là khủng. Nếu như 2 năm mà dùng bộ này nó khủng rồi. Đường nâu của nó sẽ có là hai đường bát đây. Đường hi là đường tép và chạy 1 2 3 con chở nhôm màu vàng và có một cái bóng tụ ở đây là con tụ để chống trái tép. Đường in là đường vàng các bác nhá. Phân tần này các bác cứ chốt mã cho em là bộ phân tần có mã là BL4. BL4 nhá, 3 chở nhôm. Và ở đây thì là có một cái đôi tép neo và là neo của tứ bi. Bi của nó rất là sáng và bóng và đẹp, dày dặn. Đấy, bích thép thì có cả pha cả là 7 màu. Đấy. Bi của nó khít nha các bác nhá, bi nó khít, đẹp. Còn nó nhiều cửa hàng người ta bán neo rẻ thì bi nó dão nhét ra. Đấy, và con này tiếng nó rất ok, côn dây dẹt, BNC. BNC côn 75 dây dẹt. Thì cái con này của nó thì cái cộ combo này của nó sẽ có giá là hai đôi bát, một đôi phân tần và một đôi tép neo này để ráp lên một thành một đôi loa A dây hoặc là loa cột. Đấy, thì là hai đôi bát, một đôi phân tần, một đôi tép. Đấy. Thì combo này có giá là 8 triệu mốt các bác nhá. 8 triệu mốt và được bao ship một combo rồi. Các anh em có thể là sử dụng các dòng loa gia đình hoặc là các sử dụng các dòng loa sự kiện để lấy lời ca. Leo này sẽ là dòng chuyên lời hát rất sáng và nhẹ. 8 triệu mốt là hai đôi bát, một đôi tép, một đôi phân tần. Nếu nay em Tùng Nguyễn Radio xin chào tạm biệt tất cả các bác. Các bác có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm của bên em, bát tép phân tần, hãy nhấc máy lên và gọi điện cho Tùng Nguyễn Audio để đặt hàng. Cửa hàng Tùng Nguyễn Audio là một cửa hàng lớn nên các bác có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp cho em để đặt hàng. Và các bác kể cả có cọc kèo thì cũng không sợ. Và hôm nay Tùng Nguyễn Audio xin chào tạm biệt tất cả các bác. Các bác có nhu cầu quan tâm đến các cái dòng loa sự kiện để ráp thành phẩm hoặc là yêu cầu Tùng Nguyễn ráp thành phẩm thì Tùng Nguyễn cũng đang ráp rất là nhiều. Và các bác có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp cho bên em nhé.